Bác Sáng Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2024. Và đường phố Đường Tài hôm nay thì rất đông. Mọi người trở về đây để dự cái triển lãm cây cảnh Đường Tài năm 2024. Và ngay bây giờ thì quý vị sẽ đi vào sân triển lãm để tham quan những tác phẩm cây cảnh cùng với các đại biểu quý vị nhé. Một cuộc triển lãm chủ yếu là những cây trên trung, tầm trung và mini. Cuộc triển lãm có khoảng 500-600 tác phẩm. Chào các đại biểu nhé. Vâng, chào chào các chú ạ. Vâng ạ. Chú ở Từ Sơn nhá quý vị nhá. Quý vị nhìn thấy một sân trưng bày cây bonsai rất đẹp, những tác phẩm đề bàn. Và hôm nay thì có anh Tuấn ở báo Việt Nam Hương Sắc cũng đã về nhá. Em chào anh Tuấn nhá. Em chào anh. Anh cũng đã về đưa tin gửi tới toàn thể quý vị. Chào anh nhá. Bonsai Đức Huy. Chúc anh được nhiều sức khỏe nhé, sẽ ghi được nhiều thước phim, ghi được nhiều kiểu ảnh để đưa lên tạp chí cho mọi người cùng xem anh nhé. Cảm ơn quý vị và mọi người. Những tác phẩm bonsai để bàn khá là đẹp này quý vị ạ. Chúc quý vị là đoàn lãnh đạo tỉnh hội Bắc Linh và hội nghệ nhân nhà vườn. Ông Phượng dẫn đầu cùng các lãnh đạo Tiên Du đang đi tham quan triển lãm. Những tác phẩm đang đặt ở chính diện trung tâm văn hóa, trong đó có những cái tác phẩm của nhà vườn anh Chính Quá. Vì thấy tác phẩm hoàn thiện hết rồi. Và ngoài ra thì tác phẩm còn có những cái lưu cơ địa. Cây rất đẹp quý vị. Tác phẩm thì cao khoảng sấp xỉ 60 phân. Và nhà vườn anh Chính Quá thì còn tác phẩm si nữa. Anh Hà thấy cái tác phẩm si này anh thấy sao anh? Đẹp đẹp. Đẹp ưa nhìn đúng không? Chào anh Tào nhé. Lần này thì hội Dưới Kinh Bắc hả? Hội Dưới Kinh Bắc. Một cái gia đình nhỏ trong cái gia đình to của hội Dưới Việt Nam đúng không? Cũng đã có mặt và trưng bày khoảng bao nhiêu tác phẩm dưới anh nhỉ? 34 tác phẩm anh. Đây là không gian của hội Dưới Kinh Bắc quý vị nhé. Hội Dưới Kinh Bắc nằm trong hội Dưới Việt Nam và cũng nằm trong bonsai Kinh Bắc phải không anh? Không, chỉ có hội Dưới Việt Nam thôi. À thế à? Hội Dưới Việt Nam thôi. À thế này cái này khác à? Xây dựng khác mà. Xây dựng khác. Chứ không trực thuộc hội bonsai Kinh 99 à? Không, không, anh là trực thuộc của hội Dưới Việt Nam thôi. À dạ vâng, vâng. Anh thì là Bắc Linh. Chú Đảm là trưởng. À dạ vâng. Hiện tại. À thế à? Bắc Linh mạnh quá, cứ hội thì mở ra thành lập mới rồi mở ra liên tục. Đây đang xây dựng đây. À vâng.
Đây là hội hội dúi Kinh Bắc quý vị nhá. À đây là anh Đảm. Đánh đây ở đạo đi tham quan tiếp quý vị nhá. Thưa quý vị, anh Sơn là phó chủ tịch cây cảnh tỉnh Bắc Ninh và hôm nay thì anh cũng đến dự khai mạc. Anh Sơn có thể chia sẻ cái cảm nhận cũng như là có những cái ý kiến chỉ đạo động viên triển lãm lương tài và anh nhìn thấy gì ở triển lãm lương tài năm nay anh? Xin chào Bonsai Đông Kỳ, chào tất cả anh em yêu mến cây cảnh. Hôm nay là triển lãm kỷ niệm 25 năm thành lập tái lập lương tài. Với một cái cuộc triển lãm ở cấp huyện thì như thế này là rất là quy mô bài bản. Cái tác phẩm tham dự triển lãm đây thì toàn cây là tầm tiểu là chính, tiểu và có một số cây tầm trung chất lượng. Những cây ở bao nhiêu là khu vực triển lãm huyện thôi, nhưng mà làm phong trào như thế này rất tốt và coi như là có tổ chức được như thế này thì tuyệt vời. Và trong thời gian vừa qua thì ở Bắc Ninh thì có liên tục thường 1 đến 2 tháng đều có một cuộc triển lãm của các câu lạc bộ này, của các huyện này và có thể là của các nhà vườn thì được làm phát triển phong trào, nhưng mà góp phần thúc đẩy cho phong trào trong cảnh của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Nhân đây cũng xin cảm ơn đấy và chúc mừng đấy những anh em ở huyện Lương Tài tổ chức như này. Có một số mời được một số anh em nhà vườn ở các huyện lân cận như Quế Võ, Gia Bình, Thuận Thành, có cả bên Cẩm Giang, Hải Dương. Dạ vâng. Thế bên cạnh đó thì anh có những cái lời khuyên nào, chia sẻ nào để cho Lương Tài lần sau tổ chức có thể là tổ chức sẽ quy mô hơn hay là lớn hơn thì cần những cái gì? Cái phong trào trên cây thực sự là những năm khoảng 2 năm gần đây phát triển rất mạnh và mình có cảm giác là gần đây nhất có thể phát triển nóng hơn. Sau đợt tới này sắp tới là còn một festival thủ đô, thì với một những người chơi cây mà nhà vườn lớn mà có tay nghề rồi có phải nói là cao thủ thì lựa chọn những cái tác phẩm thì cũng phải nói nhiều đối với những anh em ở địa phương ở các huyện để có được sân chơi như thế này á đã là rất tuyệt vời rồi, nhưng mà ta cần lưu ý là không thể chạy theo được cái phong trào, không thì nó sẽ là rồi này nó sẽ chạy theo phong trào một cách nó không có chọn lọc thì nó sẽ ảnh hưởng như giống như thời điểm năm 2010. Thì chất lượng cây của triển lãm lần này em đến đây thì được khoảng 90% là mình thấy là chất lượng tuyệt vời. Còn thì anh em Lương Tài cũng phải nói là có tâm huyết, nhiệt huyết và có điều kiện thì mình có làm được những tác phẩm và mua được những tác phẩm nó đẹp như thế này. Đây như chẳng hạn đây là nhà vườn Kiển Chi này. Chào anh Kiển nhé. Hầu như là từ nhà vườn là làm lên, anh này là một trong những anh mấy chục năm từ bàn tay anh làm lên. Có phải không anh, những cái tác phẩm này là từ bàn tay anh làm lên phải không? Báo cáo với báo cáo với anh em, tôi chơi cây là được hơn 30 năm. Hơn 30 năm chủ yếu là lấy mình không có kinh tế cho nên là chủ yếu là lấy những cái cây gọi là dâm di là mình học hỏi những cái kỹ thuật để mình tự làm ra sản phẩm. Đây là những cái tác phẩm này của gần anh như là những cái từ ban đầu là không mất tiền vốn. Đây là những cái tác phẩm này của anh, em thấy là rất là đẹp này. Cái xi dáng làng này, nhiều thân này, còn nhiều cây đẹp của anh. Anh ấy mang cái triển lãm mười mấy cây không quý vị ạ? Xi nó cái tầm tầm như này có hàng trăm cây. 200 cây hả anh? Dạ vâng, giá lớn thì nhá. Đấy đây. Một số cây bonsai đẹp. Những cây dúi đẹp, cây dúi rất là điệu quý vị ạ.
đường nét tự nhiên. Đồng ép nhưng mà ép ép lâu rồi chị nhỉ? Ép lâu lâu nó liền cái này. Đây đây ép thôi. Và không gian của hồ chuối có vị chiêm ngưỡng. Nhất là những cái dòng mà trái đỏ. Không cưới dòng là sẽ khổ hay là 5-7 ngày không cưới sao? 3 ngày không cưới sao? Sao đâu nhìn thấy có cây lục vừng mọi người đang ngắm rất là đông. Chào các anh nhá. Cây lục vừng này đẹp quá này, từ hôm qua em chia sẻ thấy nó rất đẹp này. Cây này của nhìn, bác nào nhỉ? Nhìn mình quen nhưng mà bây giờ mình nhận ra đấy. Của ai ạ? Phạm Văn Ngân. À thế à, Phạm Văn Ngân. Phạm Văn Ngân là Đại Bái. Đại Bái là chỗ đi huyện nào nhỉ các anh nhỉ? Gia Bình. À Gia Bình luôn này hả? Đại Bái Gia Bình. Cây lục vừng của anh Ngân anh ấy làm kỹ đấy. Phòm dáng đẹp. Một số cây đẹp nữa được kê đặt ở ngoài cửa. Cái không gian trưng bày ở đây thì từ ngoài ngoài đường vào quý vị ạ. Ngoài đường trước cửa trung tâm văn hóa thì có hai bên vỉa hè và hai bên đó cũng được trưng bày rất nhiều cây, quý vị nhìn thấy. Và đi xem cây ở đây thì quý vị không lo bị nắng, bởi vì là có bóng râm, có bóng cây. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc triển lãm Lương Tài năm 2024. Và Bác Sa Đốc Huy cùng đi tham quan với các đại biểu tỉnh, rồi các đại biểu huyện Lương Tài và một dòng người về với Lương Tài hôm nay. Và trong cái thước phim này, Bác Sa Đốc Huy cũng xin phép quý vị được dừng lời đây, sẽ truyền tải cho quý vị thêm nhiều cái thước phim ở Lương Tài nữa. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.